Trong không gian thiêng thơm mùi hương khói, tiếng nhạc réo sắt hòa quyện với tiếng hát cung văn say đắm. Thanh đồng hóa thân thành những vị thánh với nhiều bộ trang phục sặc sỡ, cử chỉ điệu bộ duyên dáng. Đó chính là hình ảnh sinh hoạt hầu đồng quen thuộc, một đặc trưng trong tín ngưỡng thờ đạo mẫu tại đền Sòng, Thanh Hóa. Hàng năm, đền Sòng chào đón hàng vạn lượt khách, thanh đồng, hầu dân từ khắp mọi miền về dâng hương, thực hành tín ngưỡng. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mà còn thu hút bởi sự linh thiêng huyền bí, gắn liền với huyền tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Như lời ngợi ca đã được truyền tụng từ bao đời, đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh. Bên dòng suối Sòng trong xanh tại xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, ngôi đền thiêng tọa lạc trên thế đất hữu bạch hổ tả thanh long. Ngôi đền mang vẻ đẹp giản dị của kiến trúc dân gian truyền thống, kết hợp giữa kiểu dáng thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. Đây cũng là một trong những nơi thờ tự lớn nhất thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trong tiềm thức của người Việt, Thánh Mẫu Liễu Hạnh chính là một trong bốn vị thánh tứ bất tử, là vị thánh đứng đầu trong hệ thống Tam Phủ Tứ Phủ thờ Đạo Mẫu. Bà đã được nhiều triều đại phong kiến Việt Nam từ thời Hậu Lê tới thời nhà Nguyễn tôn phong là Mẫu Nghi Thiên Hạ, tức mẹ của muôn dân. Truyền thuyết kể rằng, công chúa Liễu Hạnh vốn là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng vì đánh vỡ chén ngọc mà bị phạt xuống trần gian, trải qua kiếp người với ba lần giáng sinh. Sau khi về trời, cuộc sống trần gian muôn màu khiến vị tiên chúa nhà trời không khỏi vấn vương. Nàng luôn sầu ủ mày xuân, châu trang nét ngọc. Hiểu được nỗi lòng con gái, Ngọc Hoàng cho phép nàng hạ thế hóa phép giúp đời miễn vòng sinh tử luân hồi. Bởi vậy, sau nhiều lần giáng trần ở nhiều địa điểm khác nhau, công chúa Liễu Hạnh được cho là đã hiển thánh ở khu vực đền Sòng ngày nay. Lần hiển thánh này và nguồn gốc của đền Sòng cũng gắn liền với một truyền thuyết xa xưa. Vào đời vua Lê Thần Tông 1619-1628, có một ông lão người làng Cổ Đam. Một hôm, ông được công chúa Liễu Hạnh nhập hồn báo mộng: "Hãy về nói với dân làng dựng cho ta một ngôi đền để ta ngự, ta sẽ phù hộ cho các người." Khi bừng tỉnh, ông lão mang một cây gậy tre đến mảnh đất nay là khu vực đền Sòng, rồi cắm xuống thắp hương và khẩn cầu: "Nếu cây gậy này mà tươi tốt thì chúng con sẽ chọn đất này để lập đền tôn thờ tiên chúa." Ít lâu sau, như có phép lạ, cây gậy tre khô ấy đã nảy lá đâm măng, lớn lên thành bụi cây tươi tốt. Nhân dân cho rằng tiên chúa đã hiển linh, liền xây dựng ngôi đền bên cạnh bụi tre. Từ nhiều đời nay, nhân dân tìm đến đền Sòng là tìm đến công chúa Liễu Hạnh, là tìm đến đạo mẫu. Trong đạo mẫu, công chúa Liễu Hạnh được suy tôn là thánh mẫu tối cao, hóa thân của đệ nhất thánh mẫu Thượng Thiên, được thờ ở chính giữa trong tang tòa thánh mẫu, mặc trang phục màu đỏ. Khi lễ mẫu, có thể đặt lễ chay hoặc lễ mặn tùy tâm, tùy vào điều kiện kinh tế hoàn cảnh mà mỗi người có một mâm cỗ cúng khác nhau, nhưng đều giống nhau ở tâm cầu bình an, may mắn. Hàng năm, các di tích thờ mẫu Liễu Hạnh khác thường lấy ngày 3 tháng 3 âm lịch, tương truyền là ngày mất của mẫu, để mở lễ hội. Nhưng lễ hội đền Sòng lại được mở vào ngày 26 tháng 2 âm lịch, được xem là ngày mẫu hiển thánh ở vùng đất này năm xưa. Tục thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh chính là một nét độc đáo trong văn hóa dân gian Việt Nam. Hình tượng Thánh Mẫu không chỉ thể hiện lòng biết ơn của người Việt với người mẹ, người vợ, mà còn là biểu tượng cho người phụ nữ với khát vọng tự do, phóng khoáng,
thoát khỏi những quy tắc xiềng xích của xã hội. Chính bởi những giá trị cao đẹp đó, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh sẽ mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm thức người Việt Nam.